Xin chào, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Mình là Ngọc Vy và các bạn đang theo dõi S Channel. Hẳn là có rất nhiều bạn đều biết đến việc tối hôm qua hay là rạng sáng hôm nay đấy, thì Apple đã chính thức tổ chức sự kiện 21 tháng 3. Nếu mà như thường lệ thì mình cũng thức để rình coi, nhưng mà tối qua mệt quá cho nên là đi ngủ sớm, sợ đi làm muộn. Vậy mà tính ra đó lại là một quyết định rất là đúng đắn để khỏi phải ngồi rình rồi ngã ngửa kèm theo thất vọng. Bởi vì một trong những cái sản phẩm hot nhất lần này đó là iPhone 5 SE lại không như là mong đợi của nhiều người, mà không chỉ Việt Nam thôi đâu nhé. Cả những cái fan táo ở nước ngoài cũng đang thể hiện sự thất vọng không hề kém cạnh. Thậm chí là mình còn thấy một cái comment rằng Tim Cook chỉ đang quản lý cái di sản của Steve Jobs để lại, chỉ là quản lý chứ không phải là phát triển. À, còn một chuyện đó là thêm cái 5 SE này nữa thì mình cảm thấy là những cái thiết bị của táo mẻ mà có tên lạ lạ này, lạc loài này thì vẫn thường hay bị dập giống như là một truyền thống. Và có lẽ là sau tất cả thì 5 SE sẽ lại nối tiếp thất bại của người anh em cũng có cái tên lạ lạ trước đây, đó là iPhone 5C. Còn tại sao thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua một vài lý do nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến một cái điểm lớn nhất làm cho người dùng thấy hụt hẫng, thất vọng và khiến cho 5 SE thất bại, đó là thiết kế. Trước khi mà nó xuất hiện thì rất là nhiều người đã đồn, đã đoán rằng thiết kế giống iPhone 6 này nhưng mà màn hình nhỏ hơn, bla 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 bla. Mình lại la la nữa rồi. Sẽ có một số bạn ý kiến nhưng mà thôi, lỡ rồi, như một thói quen. Trở lại vấn đề. Wow, nếu mà như vậy thì đỏ quá rồi. Thiết kế giống với lại iPhone 6, giống với 6S thì tức là siêu phẩm mới nhất của nhà táo. Mà màn hình nhỏ hơn, kích thước nhỏ hơn thì nó cũng sẽ lạ hơn một chút. Nói tóm lại thì cái thiết kế này nó sẽ giống với lại cái con đang đứng đầu bảng hiện tại, và đúng với truyền thống của iPhone là thể hiện sự sang chảnh cho chủ nhân của mình. Thế nhưng mà hỡi ôi, chả có cái 5 SE nào mang hình hài của 6 hay là 6S cả, mà chúng ta thấy nguyên một cái con 5, à không, 5S, bởi vì nó có vân tay. Bê nguyên thiết kế của một con 5S từ đời 2013 quăng lên cho một chiếc máy mới ra 2016. Mặc dù nó không phải là nhựa rẻ tiền như là 5C, mặc dù thiết kế của 5S từng được khen ngợi và được nhắc nhiều khi mà iPhone 6 ra rằng trong nó cứng cáp hơn, sang trọng hơn, và mặc dù chiếc 5 SE này mang trong mình phần cứng của 6S thì cái vỏ 5S bên ngoài với nhiều người vẫn là không chấp nhận được. Bởi vì thứ nhất, không chỉ smartphone mà bây giờ đi mua cái gì người ta cũng quan tâm đến phần nhìn và thiết kế đầu tiên. Và nhất là đối với smartphone thì nhu cầu sử dụng của phần lớn người dùng, mình nói là phần lớn chứ không phải là toàn bộ nhé, chỉ dừng lại ở mức trung bình với những cái tựa game hay là thao tác cơ bản và không yêu cầu quá nhiều, thì cái việc cấu hình cao bên trong vẫn chưa đủ để thu hút họ bằng việc thiết kế bên ngoài sẽ trông như thế nào. Liệu là bao nhiêu người sẽ chấp nhận bỏ tiền ra mua một chiếc iPhone mới nhưng mà nó lại y xì cái chiếc iPhone cũ cách đây 3 năm? Mà đừng nói là iPhone, là smartphone nói chung đi, bạn liệu sẽ mua một chiếc điện thoại mới mà nó không khác một tí ti gì so với chiếc điện thoại cũ vài năm trước không? Từ số đo này cho đến cân nặng chỉ lệch có 1 gram thôi, rồi đến các cái phím bấm, cổng kết nối cũng y chang luôn. Đó, smartphone bình thường còn khó nuốt nổi là chuyện này, huống hồ đó lại là iPhone. Chiếc điện thoại này thì bên cạnh những cái fan thật sự trung thành thì phần lớn, nếu mà tính ở Việt Nam mình thôi, trước mắt đi, thì đa số người dùng vẫn chỉ dùng iPhone bởi vì nó là một chiếc điện thoại cao cấp, thể hiện đẳng cấp và cái oai của mình. Cho nên hiển nhiên một điều đó là việc mua một chiếc iPhone có thiết kế y như là iPhone đời cũ sẽ không đủ để thể hiện. Mà những người dùng này thì họ lại càng ít quan tâm đến cấu hình hay là những cái tính năng thêm vào. Cho nên kết quả là một lượng lớn người dùng mà vốn mua iPhone một cách rất là mù quáng, mặc kệ nó như thế nào, chỉ cần biết rằng nó là iPhone đời mới, sẽ khó lòng lựa chọn iPhone 5 SE, bởi lẽ sẽ chẳng ai biết rằng họ đang cầm một chiếc iPhone đời mới. Nhưng mà nghĩ lại thì theo mình cũng sẽ có một bộ phận mua, bởi vì lần này thì có thêm cái màu vàng hồng lạ hơn 5S ngày xưa, và đây chắc chắn là màu mà Apple sẽ bán được nhiều nhất với 5 SE luôn. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không loại trừ trường hợp có những người vẫn không chọn 5 SE, thay vào đó họ cầm 5S hay là iPhone 5 phi thẳng tới mấy tiệm độ điện thoại. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề thứ hai của 5 SE khá là giống với lại 5C, đó là 5C từng bị chính những người anh em của mình, điển hình là iPhone 5 giết chết tôi, còn 5 SE nhiều khả năng nó cũng sẽ bị đè bẹp bởi chính những người anh em của mình. Đầu tiên thì 5 SE ra, người cũ giống y như nó là 5S sẽ giảm giá, và những người dùng mà họ không quan tâm nhiều quá về bên trong thì hiển nhiên nhân cơ hội này hốt luôn 5S. Thế là chiếc 5 SE của chúng ta phải đứng đợi những người mà sẽ quan tâm đến bên trong của nó hơn là ngoại hình. Phải, nó mang một cái thiết kế cũ nhưng mà cấu hình của nó là của 6S đấy nha, camera đồ như trước rất là mạnh mẽ, tầm giá thì lại thấp hơn 6S rất là nhiều. Nhưng 6S là 6S, còn 5 SE là 5 SE, 6S vẫn là siêu phẩm đầu bảng, còn 5 SE không phải. Dù giá hiện tại của 5 SE được công bố từ khoảng 9 cho đến 11 triệu đồng, nhưng mà về Việt Nam thì chưa chắc đâu. Và tầm giá đó thì người ta có thể hút ngay một em iPhone 6 xách tay hay là đổi trả bảo hành còn đẹp chán, và cấu hình thì mạnh mẽ không hề kém cạnh, mà thiết kế của iPhone 6 thì giống y như là 6S. Kết quả là chiếc 5 SE của chúng ta cũng sẽ bị chèn ép bởi chính những người anh em của nó, giống như là 5C. Cuối cùng thì còn một điểm nữa mà theo mình đó là liên quan đến vấn đề selfie. Camera sau của 5 SE thì đã được nâng cấp lên bằng với lại 6S, có cả quay phim 4K các kiểu. Nhưng mà nhiều người hiện tại vẫn đang chuộng selfie. Vậy mà không biết là Apple cố tình phớt lờ luôn, hay là vì để đảm bảo một cái mức giá cho 5 SE mà cuối cùng camera trước vẫn là 1,2 megapixel thay vì 5 giống như là 6S. Đã vậy khẩu độ của nó cũng là f2.4 thay vì là f2.2. Trong khi đó thì camera trước của 5S vốn đã là 1,2 megapixel với khẩu độ f2.2 luôn rồi. Đó là tất cả những cái lý do mà khiến cho người dùng cảm thấy thất vọng và dự báo cho một tương lai u ám nối tiếp 5C của iPhone 5 SE. Dù vậy thì tất nhiên vẫn sẽ có những người thuộc phần còn lại dựa trên những điểm nổi bật về cấu hình mạnh mẽ của 5 SE để chọn nó. Kiểu giống như là hãy yêu tâm hồn bên trong chứ đừng yêu hình thức ở bên ngoài. Đấy, kiểu như là vậy. Còn các bạn nghĩ như thế nào? Mời các bạn chia sẻ ngay bên dưới nhé. Cuối cùng thì cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy video hữu ích đừng quên like và subscribe channel. Xin chào và hẹn gặp lại.